cặp chồng của vợ tiên từng bị dị nghị cưới vì tiền, bây giờ ra sao? Một cặp đôi từng bị dư luận dị nghị buông lời đàm tiếu vì sự chênh lệch về ngoại hình quá lớn giữa hai vợ chồng, nhưng đến nay sau 4 năm kết hôn, cuộc sống của họ cũng thay đổi. Cặp đôi Laejoy và Nông Quang đến từ Campuchia từng khiến dư luận trong và ngoài nước được dịp xôn xao, bàn tán suốt dài vì sự chênh lệch về ngoại hình quá lớn. Trong khi bạn gái Nông Quang nổi bật với làn da trắng sáng, vóc dáng cao ráo và nụ cười thu hút, thì ngược lại, chàng trai Laejoy có phần kém sắc, màu da ngăm đen, thậm chí bị chê dị thường. Bất chấp lời bàn tán, vào tháng 2 năm 2018, lễ cưới của đôi uyên ương được tổ chức linh đình, trở thành tâm điểm của truyền thông nước này. Thậm chí đôi trẻ còn được đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen tới chúc phúc và tặng quà cưới trị giá 40 triệu ri, hơn 220 triệu đồng. Hình ảnh về đám cưới của cặp đôi chồng cú vợ tiên đã nổi sóng trên khắp mạng xã hội, được nhiều kênh truyền thông châu Á đưa tin. Lời đồn thổi càng được đà bùng lên khi có ý kiến chỉ trích cô dâu Nông Quang đến với chú rể Laejoy chỉ vì tiền. Laejoy vốn là một diễn viên hài có tiếng ở Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực giải trí lâu năm. Anh từng tham dự nhiều chương trình truyền hình và có khối tài sản không nhỏ. Số khác lại nghĩ danh hài có ngoại hình kém chuẩn nên không cân xứng với người vợ xinh đẹp. Có người còn ác ý nói rằng đứa con đẻ ra sẽ có ngoại hình giống bố. Bỏ qua những xì xào không hay, hai vợ chồng Laejoy dường như không quá để ý tới điều dị nghị. Suốt thời gian thai kỳ, cô dâu trẻ Nông Quang thường chia sẻ khoảnh khắc được chồng yêu thương chăm sóc. Họ đã chụp bộ ảnh lưu kỷ niệm em bé nằm trong bụng. Tới tháng 9 năm 2019, cặp đôi đổ lệnh thông báo đã lên chức khi đón con trai đầu lòng. Em bé được nhận xét kháu khỉnh đáng yêu, mang cả nét đẹp của mẹ và bố. Trên trang cá nhân của mình, Nông Quang thông báo với người hâm mộ về tình yêu của mẹ nặng 3,3 kg với nhiều tình cảm trìu mến, yêu thương. Sau khi sinh con, cô cũng thường xuyên cập nhật khoảnh khắc yêu thương trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là những giây phút đáng yêu của thiên thần nhỏ. Danh hài Laejoy cũng thể hiện sự tự hào khi có cậu con trai kháu khỉnh. Đến lúc này, những câu bình luận ác ý gần như không còn nữa, thay vào đó là những lời chúc phúc bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cặp đôi. Đã 4 năm trôi qua kể từ sau đám cưới gây xôn xao, đến nay cuộc sống của cặp đôi đũa lệnh vẫn tràn ngập hạnh phúc. Người hâm mộ bất ngờ khi thấy bé trai ngày càng đáng yêu, sở hữu đôi mắt to tròn giống bố và gương mặt bầu bĩnh của mẹ. Cặp đôi cho biết em bé chính là sợi dây vô hình kết nối tình cảm của cả hai ngày càng bền chặt hơn. Cùng nhau vượt qua sóng gió, họ vẫn tiếp tục vun đắp cho cuộc sống gia đình thêm ấm áp và lan tỏa năng lượng tích cực với những người xung quanh.